Gia đình Ánh là hộ nghèo ở địa phương. Tiền thuốc chữa bệnh của bố mẹ, tiền sinh hoạt hàng ngày đè nặng lên vai Ánh. Mới học hết lớp 4, Ánh phải nghỉ học. Em thứ hai cũng chỉ được học hết lớp 9. Đã có thời gian, cuộc sống của 5 người trong gia đình hoàn toàn dựa vào sự giúp đỡ của họ hàng, làng xóm. Nhà là sinh được 3 người con gái thì hai chị bỏ học để đi làm nuôi bố chữa bệnh và nuôi cho em. Thứ ba là hiện nay đang học đại học. Mẹ cháu bây giờ cũng đang bị bệnh nặng, cũng bị bệnh, lao động sản xuất nó không làm được. Bây giờ chỉ ở nhà và làm hàng mã, một ngày khoảng 35.000 đồng. Thấy em út ham học, Ánh quyết tâm lo cho em đến trường. Vì sức khỏe yếu nên tìm được một việc làm không hề dễ dàng. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, Ánh được nhận vào làm tại xưởng may Quang Trung. Quãng đường xa 3 km, thời tiết nắng mưa, không làm khó bước chân chị. Hơn 11 năm qua, Ánh vẫn cần mẫn bên công việc. 2 triệu tiền lương mỗi tháng, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để Ánh trang trải cuộc sống cho gia đình. Tôi muốn là làm để nuôi bản thân tôi, mẹ gia đình. Gia đình của tôi hoàn cảnh rất khó khăn, bố thì bệnh, mất sớm. Em thì nó mong muốn đi học. Tôi muốn là làm cố hết sức của mình để lo cho em nó ăn học. Thì tôi đã khổ rồi, chứ không muốn em tôi khổ thêm. Tôi muốn làm việc để nuôi em tôi ăn học. Cuộc sống hiện tại vẫn còn nhiều thiếu trước hụt sau, còn phải ăn bữa nay lo bữa mai. Nhưng trong căn nhà nhỏ của Ánh vẫn rộn vang tiếng cười. Cô gái nhỏ bé ấy vẫn lạc quan, tin tưởng về một tương lai tươi sáng. Nghị lực ấy của Ánh rất cần để mỗi chúng ta học tập.